quý vị đang đến với chương trình Siêu Quậy Tí Hon, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đồng Tài phối hợp thực hiện. Và chúng tôi xin cảm ơn công ty cổ phần Diana đã tài trợ chương trình này. Thưa quý vị, lời đầu tiên và chúng tôi xin phép gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị, bởi vì quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Siêu Quậy Tí Hon trong suốt thời gian qua. Và chúng tôi cũng xin gửi đến quý vị lời chúc mừng một năm mới cùng với gia đình thật nhiều hạnh phúc và sức khỏe. Chúc mừng năm mới năm 2009. Và bây giờ mời quý vị hãy cùng gặp gỡ các thí sinh ngày hôm nay. Đội màu đỏ, Thạng Long, thí sinh Xuân Nhiên, 1 tuổi, cân nặng 10kg, sở thích thích ôm gối ôm và xem Siêu Quậy Tí Hon. Thạng Đùi, thí sinh Phúc Công, 4 tuổi, cân nặng 17kg, sở thích thích xem phim hoạt hình và chơi siêu nhân. Hạng nặng, thí sinh Quốc Hưng, 6 tuổi, cân nặng 27kg, thích lau miệng bằng cổ áo. Đội màu xanh, Hạng Long, thí sinh Thái Bảo, 1 tuổi, cân nặng 15kg, thích xem phim hoạt hình, thích xem ca nhạc thiếu nhi. Hạng Rùi, thí sinh Mỹ Trân, 4 tuổi, 18kg, sở thích thích ngậm bình nước khi ngủ, thích nắm tay. Hạng nặng, thí sinh Phương Nghi, 6 tuổi, cân nặng 26kg, thích xem chương trình Chuyện Ngày Xưa. Đội màu vàng, Hạng Long, thí sinh Minh Hoàng, 1 tuổi, cân nặng 12kg, bé thích ôm gối và chơi xe ô tô. Hạng Rùi, thí sinh Minh Quân, 4 tuổi, 23kg, thích chơi siêu nhân, thích chơi xe, thích ăn xoài. Hạng nặng, thí sinh Hoàng Tiến, 6 tuổi, cân nặng 33,5kg, thích đi bơi, thích đá banh và thích đánh kiếm. Tất cả các thí sinh đều đã chuẩn bị sẵn sàng và họ hứa hẹn những trận đấu thật hấp dẫn trong năm mới này. Và bây giờ mời quý vị hãy cùng bước vào chương trình Siêu Quậy Tí Hon. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch Hạng Long. Giải vô địch Hạng Long, các thí sinh của giải này nhỏ tuổi nhất cho nên các thí sinh rất được nhiều điều ưu ái. Ưu ái đầu tiên là được mẹ ẵm đến với vòng thi. Và hôm nay các thí sinh sẽ đến với chúng ta trong phần thi đua xe đẩy tranh giải quán quân. Khi đình bàn có hiệu lệnh bắt đầu, các chị sẽ đặt các bé vào vị trí và các bé sẽ đẩy xe. Ai đến đích đầu tiên nhận 3 điểm, người về nhì được 2 điểm và người cuối cùng thì nhận được 1 điểm. Thôi nào, chúng ta không la nữa, đội màu đỏ con bước vào vị trí. Mời các chị bước vào vị trí. Và phần đua xe đẩy bắt đầu. Đẩy lên con. Giỏi lắm. Con đẩy lên, con đẩy lên. Đẩy lên, con đẩy lên. Đẩy lên đây, đẩy lên đây. Ủa? Đổi màu xanh. Không, không, không. Sao đổi xe vậy? Rồi, bây giờ con đẩy thêm, con đẩy lên, con đẩy lên. Rồi, con qua đây, con qua đây, con qua đây. Con qua đây. Rồi, con qua đây, con qua đây, con qua đây, con qua đây. Đội màu đỏ, cố lên. Chạy về. Chạy về, đẩy chạy. Bạn nhét vô, bạn nhét vô, bạn nhét vô, bạn nhét vô. Rồi, hãy về vô. Rồi, thôi, đẩy về lên đây rồi. Đẩy về đi, đẩy về. Đúng rồi, chân, đẩy xe về. Đổi màu đỏ, con quay xe lại, con quay xe lại, con quay xe lại đây. Nha, con quay xe lại đây. Đây đây nè. Sao vậy? Con quay xe lại đây. Nào. Đây nè, trả xe cho con nè, trả xe cho em nè. Rẽ lên, rẽ lên, rẽ lên. Yeah, rồi. Thưa quý vị, đã có một sự bất ngờ xảy ra trên đường đua. Tất cả thí sinh cùng đồng loạt bỏ chạy làm đình bàn rất là hoảng hốt. Nhưng không sao, cuối cùng thì thí sinh đội màu xanh cũng lôi được chiếc xe về đích. Và chúng ta vẫn công nhận đó là kết quả thắng cuộc. Và đội màu xanh sẽ nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Cùng ủng hộ cho đội màu đỏ bỏ cuộc nửa chừng
Đội màu vàng thì rất vui khi bạn chiến thắng. Và đội màu đỏ và đội màu vàng, mỗi đội nhận được một điểm về cho đội của mình. Và bây giờ chúng ta mời quý vị cùng quay trở lại với giải vô địch hạng rồi. Đua xe đẩy tranh giải quán quân, đội màu đỏ 1 điểm, đội xanh 3 điểm và đội vàng 1 điểm. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng rồi. Xin chào cả ba bạn nhỏ, xin chào. Trước mặt các bạn có rất nhiều những bông hoa rất đẹp. Chú Tàng hỏi đội màu đỏ, con thích hoa gì? Hoa đỏ. Hoa đỏ. Hoa đỏ là hoa gì? Hoa hồng. À, hoa hồng có màu đỏ rồi màu gì nữa? Màu đen. Wow. Thế còn bạn gái thích hoa gì? Thôi bạn trai đội màu vàng con thích hoa gì? Wow. Sao vậy? Tại sao lại mắc cỡ? Thôi được rồi, bây giờ nhân dịp năm mới, chú Toàn muốn các bạn giúp chú Toàn trồng thật nhiều những chậu hoa thật đẹp cho nhà chúng ta thêm đẹp nha. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một phần thi mang tên trồng hoa. Trong vòng 2 phút 30 giây, các con sẽ chạy thật nhanh từ điểm xuất phát. Mỗi lần chạy chỉ cầm một cành hoa thôi. Chạy thật nhanh lên và cắm vào chậu hoa của đội mình. Sau 2 phút 30 giây, chú Toàn sẽ đếm coi mỗi bạn đã cắm được bao nhiêu cành hoa vào chậu. Ai cắm nhiều nhất sẽ nhận được 3 điểm, người về nhì được 2 điểm và người cuối cùng được 1 điểm. Nào, bây giờ thì các bạn sẵn sàng. Chúng ta bước vào phần thi trồng hoa. Bắt đầu. Cắm hoa chạy lên. Nhớ cắm vào chậu hoa của mình, đừng cắm vào chậu của bạn nha. Rồi chạy về và lấy tiếp một cành nữa. Lấy tiếp, chạy lên cắm tiếp. Nhanh lên, con chạy lên cắm tiếp. Bạn gái, con cười quá trời luôn, lấy một cành hoa chạy lên cắm tiếp. Chạy lên. Wow. Trời, cắm tiếp cho chậu của mình đi. Con cầm lên, cắm tiếp cho chậu của mình. Lẹ lên. Con làm tiếp, con bỏ bạn ra, con gặp bạn, con nhảy lên chậu của mình. Sao cứ mãi nắm tay thế nhỉ? Rồi chạy về làm tiếp tục. Lấy tiếp hoa và chạy lên cắm tiếp. Đội màu đỏ, con làm rất tốt. Đội màu vàng cũng vậy. Và chúng ta đã gần hết giờ rồi. Cho lên cắm tiếp, lẹ lên. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Cả ba bạn bước lên này với chú Toàn, bước lên đây. Chúng ta đếm xem số cành hoa của đội màu vàng nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 cành hoa, chúc mừng đội màu vàng. Đội màu xanh, bạn chỉ trồng có 3 cành hoa thôi. Tới đội màu đỏ, chúng ta xem. Con có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cành hoa. Chúc mừng đội màu đỏ. Rồi, cả ba bạn về đây với chúng ta, nhanh lên. Vậy thì đội màu vàng 2 điểm về cho đội của mình. Đội màu đỏ, con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Riêng đội màu xanh, cười rất tươi và bạn thích nắm tay đội màu vàng hơn là cắm hoa. Cho nên bạn quyết định bạn chỉ trồng có 3 cành hoa thôi. Và con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Con có thể bỏ tay đội màu vàng ra không? Rồi, về che lên. 2, 3, yeah. Rồi, cảm ơn cả ba bạn. Và chúng ta hãy cùng quay trở lại với giải vô địch Hạng Long. Phần thi trồng hoa kết thúc. Đội đỏ 4 điểm, đội xanh 4 điểm và đội vàng 3 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch Hạng Long. Và ở giải vô địch Hạng Long, các thí sinh sẽ cùng nhau bước vào một phần thi mang tên thi uống sữa. Trong vòng 2 phút 30 giây, các thí sinh sẽ được cung cấp một bình sữa với thể tích như nhau là 60ml
ai uống xong trước được 3 điểm, người về nhì được 2 điểm và người cuối cùng thì nhận được 1 điểm. Nào, con hãy bước vào chỗ ngồi đi và phần thi uống sữa bắt đầu. Rồi. Rồi, con đổi bình sữa đi. Thí sinh của đội màu vàng và đội màu xanh thì nhất định không chịu uống sữa. Riêng đội màu đỏ thì không chịu đổi bình nước thành bình sữa. Đã có một thí sinh bỏ cuộc, đó là đội màu đỏ chạy mất tiêu rồi. Vậy thì đội màu đỏ và đội màu vàng mỗi đội sẽ nhận được một điểm về cho đội của mình. Riêng đội màu xanh mặc dù uống không nhiều đạt kết quả cao nhất trong phần thi ngày hôm nay, đội màu xanh sẽ nhận 3 điểm về cho đội của mình. Mời quý vị hãy cùng quay trở lại với giải vô địch hạng rồi. Phần thi uống sữa, đội đỏ 5 điểm, đội xanh 7 điểm và đội vàng 4 điểm. Chúc mừng đội màu xanh. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch hạng rồi. Các bạn nhỏ, nhân dịp năm mới thôi, sắp tới năm mới rồi, ba mẹ chúng ta phải làm rất nhiều việc nè, nấu ăn nè, dọn dẹp nhà cửa, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta hãy luôn luôn ngoan nè, giúp ba mẹ một số công việc nhà. Hôm nay chúng ta sẽ tập cho các con giúp ba mẹ chăm em bé. Con có em bé không, đội màu đỏ? Có. Con có mấy em bé? Hai. Là em của con hay là anh của con? Em của con. Rồi em bé con màu gì? Màu xanh. Em bé không màu xanh được ha. Rồi, nào, bây giờ bạn đội màu xanh con đứng lên nè. Đứng lên. Bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng nhau bước vào một phần thi quen thuộc mang tên Thầy Tả. Trong vòng 2 phút 30 giây các con thay cái tả cũ của em ra, bôi phấn mặt trước, mặt sau và sau đó mặc vào cái tả mới. Ai mặc đẹp nhất và đúng nhất, nhanh nhất nhận được 3 điểm, 2 điểm cho người về nhì và 1 điểm cho người cuối cùng. Nào, bây giờ thì các bạn chuẩn bị đây. Chú Toàn đưa cho mỗi bạn một cái tả. Nào, hãy giúp chú Toàn thay tả cho em bé nha. 2 phút 30 giây bắt đầu. Các con thay tả cũ cho em bé nè. Thank you.
xong rồi con ẵm em bé lên, ôm em bé lên, ôm em bé ra, ôm em bé vô. Rồi. Và đây là những giây cuối cùng. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Nào, chúng ta xem các bạn đã mặc tả cho em bé như thế nào nha. Đây là tả của đội màu vàng. Mặt trước, mặt sau. Wow, như vậy có nghĩa là mặt tả được rồi. Rồi. Đội màu đỏ, chúng ta xem nào. Mặt trước, mặt sau. Rồi, tạm được. Còn bạn gái đội màu xanh, một lần nữa hạn lại, nhất định không mặc tả cho em bé. Vậy thì sao đây? Điểm số của chúng ta sẽ là đội màu xanh còn không làm gì cả. Tuy nhiên, chúng ta sẽ khuyến khích cho bạn nhận được một điểm về cho đội của mình. Đội màu đỏ và đội màu vàng. Đội màu vàng thì mặc tả nhanh hơn, nhưng mà tả em bé tệ quá. Trong khi đội màu đỏ mặc khá hơn một chút nhưng chậm hơn. Cho nên chúng ta quyết định là cả đội màu đỏ và đội màu vàng, mỗi đội sẽ nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Rất là giỏi. Cảm ơn các bạn đã hoàn tất phần thi của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với giải. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng nặng. Chú Đình Toàn xin được gửi lời chào đến các bạn. Chào mừng năm mới. Xin chào. Nào, chào, mỗi dịp năm mới đến thì người ta thường hay gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Hôm nay các thí sinh thử chúc nhau, chú Toàn xem thêm. Đội màu xanh con chúc đội màu đỏ như thế nào? Chúc bạn thông minh, học giỏi, mau lớn. Wow, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bạn gái chú đi. Đúng rồi. Thế còn bạn màu đỏ, bạn chúc đội màu vàng đi. Mình chúc bạn thông minh, nghe lời thầy cô, học giỏi. Wow, bắt tay làm quen nào. Thế còn đội màu vàng, chúc bạn đường xanh như thế nào? Chúc bạn xinh đẹp. Xinh đẹp. Sao nữa? Dịu dàng. Dịu dàng, wow. Đúng rồi, xinh đẹp và dịu dàng. Wow, những lời chúc rất tốt đẹp. Riêng chú Đình Toàn thì chúc cả ba bạn sẽ chơi thật tốt trong phần chơi này. Và phần thi của chúng ta trong ngày hôm nay sẽ mang tên là Bé Cùng Bày Tiệc. Ở trước mặt chúng ta có 5 ly nước dành cho mỗi bạn. Khi chú Toàn ra lệnh bắt đầu, các bạn sẽ cầm cái mâm của mình lên, đặt một ly nước lên, di chuyển thật khéo léo, đừng để ly nước đổ xuống, và đem lên bụng của mình. Sau đó các bạn xếp ngay ngắn thứ tự, ly thứ nhất, thứ hai, thứ ba, rồi tới thứ năm. Ai xếp được 5 ly nước lên bụng phía trên đầu tiên sẽ nhận được 3 điểm. Người về nhì được 2 điểm và người cuối cùng thì nhận được 1 điểm. Các bạn nhớ nha, và hãy cố gắng lên thật khéo léo nào. Phần thi Bé Cùng Bày Tiệc bắt đầu. Cẩn thận nha, di chuyển lên, đừng để ly nước đổ. Ai là người đặt ly đầu tiên đây? Đội màu đỏ, màu vàng và màu xanh rồi như cùng lúc, nhanh lên, chạy về. Hãy làm như vậy với ly thứ hai. Cẩn thận nào, tiếp tục. Màu vàng, cẩn thận nha. Đặt xuống cũng phải cẩn thận, chạy về. Bạn phải cẩn thận, bạn trai ơi. Nào, bây giờ thì cả ba đội hầu như đang làm việc cùng một lúc. Nào, nhanh lên, đặt xuống, cẩn thận nào. Ly thứ tư, ai sẽ là người đặt ly cuối cùng đây? Nhanh lên nào. Bây giờ các bạn hãy đặt mâm xuống và các bạn bước ra đây với chú Toàn, nhanh lên. Các bạn rất nhanh nhẹn, cả ba người bạn chúng ta cùng xuất phát gần như bằng nhau. Và riêng bạn màu vàng và màu xanh
đặt gần như cùng lúc. Chú Toàn chỉ nói gần như thôi, bởi vì bạn màu vàng đặt ly xuống sau màu xanh thì bạn nhận 2 điểm về cho đội màu vàng. Yeah. Màu xanh con sẽ nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Và yeah. Màu đỏ cần cố gắng thiếu thôi, nhưng mà không sao, rút kinh nghiệm chúng ta sẽ làm tốt ở vòng 2, đúng không? Bây giờ con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Yeah. Rất là hấp dẫn. Nào, bây giờ thì chúng ta hãy cùng cầm lấy mỗi bạn một ly nước. Yeah. Cầm lấy. Chúng ta sẽ cùng nâng ly chúc mừng nhau vì đã hoàn thành phần thi này và cùng chúc mừng năm mới. 1, 2, 3. Yeah. Kết thúc phần thi bé cùng bày tiệc. Đội đỏ 8 điểm, đội xanh 11 điểm và đội vàng 8 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch hạng nặng. Wow, chúng ta đã gặp lại nhau rồi. Nào, bây giờ nói cho chú Toàn nghe, con thấy bánh kem ở những dịp nào? Dạ, dạ, sinh nhật. Dịp sinh nhật, bạn gái thấy một dịp nào khác ngoài dịp sinh nhật không? Dạ, dịp Noel. Ờ, đúng rồi, những chiếc bánh Noel vẫn làm bằng bánh kem. Thế còn bạn trai, một dịp nào khác đi? Một dịp đám cưới. Ờ, đám cưới. Đúng rồi, chúng ta còn biết rất nhiều dịp khác như lễ tiệc hay họp mặt bạn bè, nhân dân người ta vẫn có thể đem bánh kem ra. Và ngày hôm nay, trong tiệc mừng năm mới, khi nãy chúng ta đã bày tiệc với rất nhiều những ly nước cam rồi, bây giờ thì lại là bánh kem. Để xem chúng ta làm gì với bánh kem đây. Chúng ta hãy thi một phần thi với bánh kem đi nha. Chúng ta sẽ thi một phần thi mang tên Ăn Nhanh. Mỗi bạn đều có một cái bánh kem như nhau. Chúng ta đếm 1, 2, 3. Các bạn bắt đầu ăn. Ai ăn hết đầu tiên nhận 3 điểm. Người về nhì được 2 điểm. Thì người cuối cùng được 1 điểm. Bây giờ thì 1, 2, 3, bắt đầu. Nhớ ăn khéo léo nha. Đừng để bánh kem dính đầy người. Như vậy không hay chút nào, bởi vì chúng ta lớn rồi. Và chúng ta có cả phần thi nữa xem. Bên cạnh mỗi bạn đều có một chiếc khăn giấy để sẵn. Nếu như các bạn cần lau tay, lau miệng thì nhân dân xin mời. Quan trọng là ăn cho thật khéo léo nào, đừng để bánh kem dính vào người nha. Chắc là ngon lắm đây. Thời gian dành cho phần thi ăn nhanh của các bạn hết rồi. Đâu
các bạn dừng tay lại. Việc đầu tiên là đặt muỗng xuống. Đặt muỗng xuống, cầm lấy khăn giấy, nhớ lau miệng và lau tay. Đúng rồi. Trong khi đó thì chú Toàn xem xét xem lượng bánh các bạn đã ăn trong thời gian là bao nhiêu nha. Rồi, đội màu xanh, bạn nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Đội màu đỏ, bạn nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Đội màu vàng, bánh kem ngon không con? Ngon. Chú Tài nghĩ có lẽ vì vậy mà bạn bự con nhất trong 3 bạn đây. Bạn ăn rất tốt và bạn nhận được 3 điểm về cho đội màu vàng. Yeah. Lấy giấy từ biển. Đẹp trai trở lại rồi. Và chúng ta hãy cùng vẫy tay chào tất cả mọi người và mời quý vị khán giả cùng theo dõi kết quả cuối cùng. Phần thi ăn nhanh kết thúc, đội đỏ 10 điểm, đội xanh 12 điểm và đội vàng 11 điểm. Chúc mừng cả 3 đội chơi. Chương trình siêu quậy tí hon nhân dịp năm mới ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc với kết quả như sau. Đội màu đỏ đang có 10 điểm, nhận được quý chương đồng, những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 900.000 đồng. Đội màu xanh với 12 điểm, nhận được quý chương vàng, những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 3 triệu đồng. Và đội màu vàng với 11 điểm, nhận quý chương bạc, những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 1.500.000 đồng. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình siêu quậy tí hon, chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần Vienna đã tài trợ chương trình này. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng quý vị một năm mới 2009 với thật nhiều thành công và thật nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.